Và bây giờ có lẽ là một người mà như Quỳnh nghĩ rằng là hát như Quỳnh cảm thấy giống như mình rất là nhỏ bé. Nhỏ bé theo ý ngược lại nha. À, bởi vì người ca sĩ này rất trẻ trung, vừa đẹp trai, nhìn là thấy là muốn yêu, muốn cắn liền. Một tràng pháo tay thật lớn cho nam ca sĩ Dương Triệu Vũ. Quý vị thấy đẹp chưa? Đẹp chưa? Trời. Sao hôm nay quý vị vỗ tay nhỏ vậy ta? Hình như hôm nay là chỉ có khán giả của chị Như thôi, cho nên em sẽ ăn ké chút xíu. À, quý vị biết không, trước khi mình hát thì cho em nói một vài câu. À, từ nhỏ là Vũ đã rất là mê giọng hát của chị Như Quỳnh rồi. Em thương và em mê chị lắm. Đối với Vũ, cái hình tượng của người phụ nữ Việt Nam hoàn hảo nhất là chính là đây. Từ cái khuôn mặt cho tới giọng hát, cho tới những cái điệu múa, quý vị có đồng ý không ạ? Vũ không nói điều chút nào đúng không ạ? Nếu quý vị đồng ý cho một tràng pháo tay thật lớn đi được không ạ? Và lúc nhỏ Vũ nghĩ là lúc mà em khoảng 15, 16 tuổi thì em có nghe cái ca khúc này chị hát với anh Thế Sơn. Rồi sau này chị hát với ông anh của em là anh Trường Vũ nữa. Hôm nay Trường Vũ sẽ không hát bài này, nhưng mà Triệu Vũ sẽ hát quý vị nghe. Quý vị đồng ý không ạ? Đây không phải là sở trường của Vũ, nhưng mà Vũ sẽ cố gắng hết sức. Tại vì nói chung là đứng được sân khấu với chị là em cũng hạnh phúc lắm rồi. Chị cảm ơn em rất là nhiều. High five! Ok, lần đầu tiên quý vị thấy Như Quỳnh high five đúng không? Rồi, xin mời bác nhạc. Tôi đã ngây thơ.
chẳng còn chi khi người. Ngoảnh mặt mà xin cảm ơn Dương Triệu Vũ và cảm ơn sự thương yêu của tất cả quý vị dành cho Dương Triệu, dành cho Dương Triệu Vũ cũng như Như Quỳnh, và Như Quỳnh nhường sân khấu lại cho người em rất là bốc lửa trên sân khấu. Quý vị hãy dành cho Dương Triệu Vũ một tràng pháo tay thật lớn nữa nhé. Như Quỳnh sẽ trở lại. Cảm ơn em. Em cảm ơn chị Như. Thật là một hân hạnh được đứng chung về hát với chị. Sau đây Vũ sẽ gửi đến quý vị một liên khúc.